Get go. Hello anh em, xong anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Tài Chính Mi. Rất vui vì đây được gặp nhau và những clip. Thì hiện tại ngày 29 tháng 4 và mình đang on vào cái khung giờ là 10 giờ 54 phút rồi nha anh em. Chỉ còn vài phút nữa thôi là event của A mới sẽ ra và mình đang rất là hóng chờ cũng như là cùng anh em đi thực hiện những cái bước đầu tiên luôn đây. Tất nhiên là mình xin nhấn mạnh một điều là đây là lần đầu tiên mình chơi. Và cũng là mình chưa có biết kinh nghiệm gì của ai cả. Cho nên nếu mà có gì sơ sót, anh em đã biết rồi, mà anh em thấy mình chơi ngáo quá thì anh em cũng đừng ném đá mình và nói mình nha. Rất là tội nghiệp cho mình. Mình chưa biết gì cả anh em, mình chưa biết gì cả. Bây giờ event sắp ra, mình vô mình chơi bình thường thôi chứ mình chưa biết gì nha anh em. Còn kinh nghiệm thì cứ từ từ, chắc là sang nốt ngày hôm nay chúng ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Ok, cái gì cũng có lần đầu mà đúng không? Rồi. Thì chân lại chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ like, subscribe. Và nếu mà anh em nào còn gặp phải vấn đề đăng nhập, đăng ký, chứng minh nhân dân chưa vô game được thì hãy liên hệ mình. Mình để link Facebook của mình ở dưới phần mô tả. Anh em chỉ việc nhấp vào link Facebook của mình và kết nối với mình hoặc là Zalo nha. Nay thì mình có để thêm Zalo nữa dành cho những anh em nào mà không có Facebook nhưng mà có Zalo đấy. Rồi, ok. Thì nói chung là vài phút nữa thôi. Hiện tại là 10 giờ 55 rồi, vài phút nữa. Hey à. Chưa biết event chơi sao anh em ơi, nhưng mà hiện tại là trong cái nhiệm vụ hàng ngày này thì đã có chìa khóa rồi này anh em. Đấy, mình đã làm hết cái nhiệm vụ này để mình lấy tổng cộng là 8 chìa khóa. Chìa khóa này gọi là chìa khóa sắt thôi, chỉ là những cái chìa khóa sắt thôi nha anh em. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều chìa khóa hấp dẫn hơn nữa. 10 giờ 55 vẫn còn khoảng 4-5 phút nữa, cho nên chắc là liên thiên vài câu rồi chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ stop một xíu rồi chờ event ra rồi chơi hen. Ây da. Ok, 56 rồi anh em ơi, còn vài phút nữa. Chắc là mình sẽ stop một xíu để tiết kiệm thời gian nha anh em. Đấy. Thì có gì chúng ta cùng nhau chơi. Để chưa biết event như thế nào nhưng mà biết được một điều là có thể test được skill anh em. Có cái nhiệm vụ để chúng ta test được skill là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là có 3 hòn đảo để chúng ta vô chúng ta khám phá rồi đi chi tìm. Thì để mình đi chi tìm thử cho anh em xem hen. Rồi có gì anh em làm theo cũng được. Mình biết chắc một điều là con ISS này nó không có dễ lấy đâu anh em. Rồi trước thì nói là 10.000 chát quỷ nhưng mà anh em cứ suy nghĩ đi, 10.000 chát quỷ thì chỉ tương đương với có 50 vé thôi. Nếu mà một con SS là tới tận 90 vé là auto mới lấy được, trong khi con này là đẳng cấp SSS mà chỉ có 50 vé, tốn 10.000 trái tương đương với có 50 vé vàng là anh em sẽ lấy được, thì anh em thấy có gì đó nó sai sai không? Rất là sai luôn đúng không? Rồi. Trong thời gian chờ đợi thì chắc là mình sẽ vào shop mua vài thứ linh tinh nha. Tại vì tuần này mình cũng chưa mua ấy. Đây. Ví dụ như là mấy cái đá này mình sẽ mua hết nè. Mạnh của Senji cũng mua luôn nha anh em. Giờ nói chung là nâng cho nó thêm lực chiến. Tăng lực của mỗi đứa thì cũng tăng lực tổng luôn. Cho nên là anh em nâng được gì thì cứ nâng nha. Rồi ok. Mấy cái này là mình mua sạch luôn nè. Trong thời gian chờ đợi anh em ơi, 57 rồi. Còn 3 phút nữa. Gỗ mua hết luôn nè anh em. Mặc dù là giờ mình không còn thuyền để nâng nhưng mà cứ mua tích sẵn. Khi nào có thuyền nâng một lần luôn cho khỏe. Rồi dưới đây có 2 vé quay thẻ nữa nè. Mua luôn nha. Thường thường nhiều khi nó ra sớm hơn đó chứ. 11 giờ mà có khi 57, 58 là ra rồi. Hiện tại là 57, 58 rồi nè anh em. Rồi tiếp theo thì mình mua cái hộp này nữa là xong nha. Vẫn không được ra thẻ 123. Xui thiệt. Trước mình hay mở cái ngàn sao tím nó ra được thẻ 123 lắm nha. Ok, ra được Enel anh em ơi. Enel thì mình không liên quan lắm. Có chưa? Chợt vẫn chưa có anh em ơi. 57 rồi mà còn chưa có nữa. Có khi nào phải thoát game vô lại không ta? Có khi nào thoát game vô lại không ta, để mình bay vô đâu đó rồi mình bay ra coi. Hoặc là mình thoát ra chỗ này đi. Đó, thoát ra chỗ này đi anh em. Tại vì thường thường nhớ không nhầm nó hay ra sớm 1-2 phút lắm. Nói chung mà theo chính nếu mà chính xác 11 giờ thì cũng sắp rồi. Còn khoảng 1-2 phút nữa. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm event A anh em. Tất nhiên là mình nếu mà trong khả năng của mình thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng lấy được. Cố gắng lấy cho bằng được. Thứ nhất là để sưu tập, thứ hai là để chơi. Event A là một cái điều gì đó nó rất là, con A là một cái con tướng nó rất là phê lòi nha anh em. Trong sự kiện này thì hiện tại là có hai cái nó sẽ mở, hôm nay nó sẽ mở nha anh em. Cái này thì không nói rồi, tại vì nó không có liên quan lắm. Đây cái này hôm nay mở nè, cái này cũng hôm nay mở nè, cái này cũng vậy luôn. Cái này thì chưa, rồi tổng cộng có 3 cái nha anh em. Cái này là một nè, đúng 11 giờ nó mới ra, như vậy là cái này chưa ra, chứng tỏ event A chưa ra là đúng rồi. Đây có cái hộp quà gì nè. À, ngày này ngày 30 mới nhận được anh em ơi, là ngày mai. Hết vé vàng rồi, tặng trái không à. Có chưa ta? Chưa có luôn hả? 59 rồi anh em, 59 rồi. 59 vui, trời ơi, một phút ngắn ngủi nữa. Nói stop nhưng mà nói liên thuyên nãy giờ tới giờ luôn anh em ơi, khỏi stop luôn. Một phút ngắn ngủi nữa thôi.
Này chưa mở khóa nè anh em, chưa mở khóa là chưa được nha. Ô cha, lâu vậy ta, 59 rồi thôi nó không ra đúng giờ luôn đi trời. Có khi nào bị lỗi kỹ thuật không? Mình đang nghi ngờ lỗi kỹ thuật gì đây. Trong event này có cái gì mà nó cứ nhấp nháy thế nhở? À đây 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 đây, có cái gì nè. Cái này là để xe nè đúng không? Ok, trong thời gian chờ đợi mình sẽ xe cái này để lấy 10 trái cho anh em xem. Đồng ý cái nhẹ. Đó, có 10 trái ác quỷ nha anh em. Rồi. Ui có rồi em ơi, có rồi, tới giờ rồi, tới giờ rồi, tới giờ rồi. Để mình xe cái này nốt để mình lấy 10 trái ác quỷ rồi mình vô nha. Có rồi, phần hấp dẫn, đây đây đây. Có event ai rồi anh em ơi. Đây 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 đây, nó nè, nhấp vô, nhấp vô, nhấp vô. Rồi sao nữa, rồi chơi làm sao? Đi vô đảo hả? Ok ok, vô đảo chứ anh em ơi. Tốc hành, vô đảo. Vô đảo để đi mò kim đáy biển, mò chìa khóa coi nó như thế nào cái đã. Tổng cộng thì sẽ có 3 hòn đảo, thì bây giờ mình sẽ vô cối xay gió trước nha. Ui, hồi hộp quá anh em ơi, không biết là như thế nào. Chạy lẹ đi bạn ơi, trời ơi, đang hồi hộp mà bạn còn lâu nữa. Thôi chắc là cũng nhiều anh em đi tìm giống mình lắm luôn ấy, cho nên là không biết khả năng mình có tìm được cái gì trong đây. Ủa cái gì đây? Cái này cái gì nữa đây anh em? Sao nó đơ rồi? Định mệnh có khi nào đông người vô quá nghẹt server không anh em? Ok anh em ơi, mình mới vào lại và tự nhiên có một cái rương ở đây anh em ơi. Không biết là con lấy được hay không. Quay. Đi tìm kho báu anh em ơi, được 20 trái và mảnh nè. Ui, tính là cũng ngon đấy. À, tức là những cái kho báu này nó nằm khắp mọi nơi nha anh em. Chúng ta chỉ việc đi và nhận. Ui, hiểu rồi, ngon. Nói chung là rất là nhiều. Ui, ngon. Nói chung là rất là nhiều luôn anh em ơi. Chúng ta chỉ việc đi và nhặt nha. Ô, nhưng mà quà thì nó ra kiểu ngẫu nhiên ấy, cho nên là cũng không chắc là anh em sẽ nhận được mảnh A hay gì đâu. Đó, như mình nãy giờ là có thấy mảnh A, mảnh X gì đâu anh em. Ô, nói chung là quà rất là đa dạng và kiểu nó không có hề thiếu đâu nha anh em. Ôi, có người nhặt mất tiêu rồi. Nói chung là cái này là anh em vô, anh em nhặt nhiều vô này. À đây đây, có cái rương nữa nè. Nói chung là đi quanh đảo rồi tìm chìa khóa sao á. Cái này không biết là có quà chìa khóa hay là ra mạnh ai luôn không ta. Ui sao đây mất tiêu rồi. Mấy đại ca nhanh thế nhờ. Ui nói chung là nó rất ngẫu nhiên anh em, chủ yếu là đi quanh để tìm thôi. Nãy giờ mình không hề ra cái chìa khóa nào luôn anh em ơi. Đấy, nói chung là đi quanh đảo rồi có rương thì anh em đi nhặt thôi. Ồ, có người nhặt rồi. Đấy, chủ yếu là như vậy, nhưng mà vấn đề là quà nãy giờ là mình chưa thấy có gì đặc biệt nha anh em. Toàn là mảnh với lại cái gì không à. Có cái gì vậy? Có mấy cái rương nhặt trễ quá không kịp, nhưng mà lâu lâu nó vẫn reset lại nha anh em, nó vẫn làm mới lại cho nên là nhặt thì vẫn kịp. Ui. Quay lên đang cấp bách nhưng con chim này xuất hiện làm chi đây? Đau đầu thiệt. À tổng cộng có tới 3 map lận cho nên thật ra thì đấy, mấy chỗ này mình nhặt rồi nè, nhưng mà nó vẫn cái gì vậy ta? À. Không lẽ 8 cái đó là để mở cái rương này ta? À vậy là hết cha chìa khóa rồi. 8 cái chìa khóa ở nhiệm vụ hàng ngày chỗ này nè anh em, là để mở cái rương này nè anh em. Ôi như vậy giờ hết chìa khóa mất tiêu rồi. Vô lại bên ai coi kiếm gì không nè. Như vậy là mình có nên đi sang map khác thử không ta? Ồ được một chìa khóa vàng nè anh em. Ui được một cái chìa khóa vàng. Chìa khóa cao cấp hơn vàng nữa, mình gọi là chìa khóa ruby đi ha. Như vậy thì cái chỗ này là để làm nhiệm vụ đúng không? Để mình đi vào làm nhiệm vụ trước đi ha. Vô làm nhiệm vụ chứ anh em, nhân tiện test skill ai luôn. Trời ơi, mở âm thanh to lên nào. Đó, có gì nghe tiếng âm thanh của ai cho nó sướng. Cái này làm nhiệm vụ xong thì chắc là anh em cũng nhận được cái chìa khóa đấy. Còn mấy cái rương ghẻ kia là dùng xài chìa khóa sắt thì mình hết mất tiêu rồi. Có nghĩa là anh em chỉ nhặt được 8 rương thôi. Họ bảo gì chán quá anh em ơi. Đây, tới được skill nè anh em ơi. Ui, ai mới nè anh em ơi. Đánh thường hả? Combo là đánh thường hết gỡ nha anh em. Rồi làm lại nào. Ui chính tay mình test luôn đó anh em ơi. Chính tay mình test luôn đó. Sướng chưa. À cái này là đè nhấn thường chắc luôn nè. Rồi làm lại nha anh em. Tích nọ anh em ơi. Trời ơi sướng. Chiêu 1 nè. Ui
tết chưa đã. Ôi da, bé chưa. Ôi da cha, chiêu này là chiêu lửa nguyên bản đồ nè. Ôi, khi mà bật cái lửa đó lên là chiêu này sẽ thay đổi nha. Cho hàm nó trong chơi này hơi chói lo hàm một xíu. Chiêu cuối luôn nè, tuyệt vời luôn. Ok anh em ơi, ôi vậy là win rồi đó hả? À win rồi anh em ơi. Ui ai nè. Ai ngay ngầu vãi. Ok còn nhiệm vụ thứ hai không biết là gì. Nói chung là skill ai thì tất nhiên là chúng ta chính tay chúng ta test thì ta rất là phê rồi, nhưng mà có điều mà đây cũng chỉ là nhiệm vụ thôi nha anh em, cho nên là mình test nhanh luôn, test nhanh để còn qua những cái nội dung khác nữa. Giờ hết chìa khóa sắt rồi thì đâu có nhặt được mấy cái rương trên đảo nữa anh em, cho nên nó đều chắc chắn rồi. Như vậy là thật ra mấy cái rương đó cũng không có gì ngon, mở ra toàn mấy cái ảnh cùi, mấy cái mảnh cùi mía không anh em ơi. Mình sẽ làm tiếp nhiệm vụ thứ hai nha, coi thử coi là nhiệm vụ gì. Nói chung là cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó cho anh em đánh thường với là test skill trước để cho anh em biết được skill thế nào. Anh em vẫn có thể vào lại bằng cách là nhấn vào những cái nhiệm vụ cũ nha. Thì sẽ không được giác quỷ nhưng mà anh em sẽ test được skill, cũng khá là ok đấy. Cái này thì đánh với ai đây này? Ui cái áo nó cháy lòa luôn anh em ơi. Chù choa lửa kìa. Ui ai này đúng là đẳng cấp khác biệt anh em ơi. Nhìn đã phải nồi, mình sẽ test cái dính thường giữ cho anh em xem nè, tích ghê, hơi bị ghê. Đó, chạy vòng vòng tích nè. Tới một cái thời điểm nhất định thì nó cũng sẽ tự phóng nha. Nếu mà anh em không phóng thì nó cũng sẽ tự phóng cho anh em. Kiểu vậy. Chiêu này là tạo ra cơn sóng lửa nè. Úi giời ơi phê. Phê ăn đòn đi mấy bạn. Ăn đòn đi mấy bạn. Ăn đòn đi mấy bạn. Ui cái chiêu này nhanh lắm anh em ơi, anh em không xài liền là nó mất nha. Nó mất liền luôn á. Chiêu này lửa nguyên map nè. Tích nộ nè. Ui, chiêu đó là cái gì ta? Osen. Mày hả con? Cưỡi sóng lửa, cưỡi sóng lửa. Cưỡi sóng lửa. Oh my god, ủa cái này tác dụng là gì? Chết cha rồi anh em ơi, chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ mà mình quên mất. Xài chiêu cuối thử coi. Nãy giờ chưa xài chiêu cuối. Rồi vẫn chưa xong nhiệm vụ luôn. Tuyệt vời luôn. Ui già. Ui chiêu này thu lại nè, chiêu này hút lại nha anh em, hút quái lại được ấy. Ui lắc quá, sorry anh em nha, lắc quá. Nãy giờ mình đang chơi bên Facebook nhiều quá nè, đã lắc vãi nồi. Ôi nhiệm vụ này không biết làm nữa anh em ơi. Thôi có gì để từ từ tính sao. Có gì để anh em làm trước rồi có gì mình học theo. Chứ mình chưa có dịch sang cái tiếng China kia nên là mình không biết nhiệm vụ. Rồi coi, mấy nhiệm vụ này tạm thời bỏ qua. Vào test skill vậy là phê rồi anh em, bây giờ quan trọng là phải lấy nó. Chứ skill phê mà không có thì cũng như không. Hồi nãy mình vừa được một cái chìa khóa vàng nha anh em, thì để mình test thử cái chìa khóa vàng cho anh em xem. Cũng như là nếu mà dùng chắc quỷ để mua các kiểu nữa. Tổng cộng là mình thấy là có 3 rương. Đây nhiệm vụ chưa hoàn thành luôn nè anh em ơi, nhấp vô đây thì sao? À đây cái rương nè anh em. Có những cái rương nè. Hộp quà này là hộp quà gì nè? À anh em có thể mua được chìa khóa ruby bằng cách là nạp tiền nha. Thì và thậm chí là có cả thẻ 123 đây. 648 tệ là anh em sẽ được thẻ 123 này. Có thể lắp cho đứa nào cũng được nha, không có nhất thiết là phải có ai. Cái này là huy hiệu. Cái này là thẻ skill số 5. Ok. Đó, đó là về cơ bản mấy cái chìa khóa anh em có thể mua. Còn cái này là nếu mà anh em giới hạn như một ngày là mở được 1000 hòm này. nhưng mà có đâu mà mở nhiều. Thì hiện tại mình chỉ có một cái chìa khóa vàng chứ cũng chưa có chìa khóa ruby anh em ơi, không biết là cái này mua bằng cách nào. 200 trái là tương đương với một chìa khóa ruby à. Oh my god, không biết là mở ra được gì đây. Mình sẽ thí nghiệm bằng cách mua một chìa trước nha. Đây, mua một chìa nè. Đó. Mình sẽ mua một chìa cho anh em xem nha. Ui, cái gì? Cái hòm nó vừa mở ra này. Nhưng mà mình đang có một chìa khóa vàng trước thì chắc là mình mở chìa khóa vàng trước anh em ơi. Ủa chìa khóa vàng này có tác dụng gì vậy? Có phải là đồ ngon hơn không? Mình thử đi nhặt tiếp coi. Ồ, phải có chìa khóa sắt mới được rồi. Vậy là cái rương này bắt buộc là chìa khóa sắt à. Như chìa khóa vàng đó không biết là ở đâu ta.
Nhấp vô đây coi. À khoan khoan khoan, có cái có hình cái rương 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 ở kia kìa. Để mình nhấp thử cho cái rương đó coi. À đây 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 là những cái phần quà rơi ra hả ta? Vãi nồi. Ảo vậy. Bây giờ mình thử đi sang map Cell Town coi. Mình thử đi sang map khác nha anh em. Đi sang map khác thử coi coi nó có cái rương gì mới mới lạ lạ không. Đây có một cái rương nè anh em ơi. Ồ nhưng mà vẫn xài chìa khóa sắt thôi à. Như vậy là chìa khóa vàng thì rốt cuộc là có tác dụng gì? Chìa khóa vàng này thì anh em có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ. Ok, vậy là chỉ có nhiệm vụ mới lấy được chìa khóa này. Nhưng mà vấn đề là làm sao để mở cái chìa khóa vàng đó ta? Bây giờ mình sẽ thử mở một cái chìa khóa này thử cái đã. Ui, đây là những cái phần quà mà có thể may mắn mở được nè anh em. Tính ra cũng không nhiều nha anh em. Mạnh A, ui, tính ra mạnh A là tới tận 55% à. Ui thế thì tỷ lệ ngon mà anh em. Ở đây có cái nào ngon bằng cái đó đâu. 7%, 12%, 45%, 50% đấy. À, có nghĩa là nói chung là bây giờ ví dụ như một chìa khóa là 200 thì suy ra 50 là bao nhiêu? 50 là 10.000 đúng không? Nhưng mà với cái 10.000 các quỹ đó thì anh em vẫn có thể ngẫu nhiên ra được những cái đồ khác cùi bắp hơn. Đây, tại vì nó còn những thứ khác là 7%, 12%, 45%, 10% nè. Đấy, mình mở thử chìa khóa đầu tiên coi được gì nha anh em. Mạnh ai là ngon luôn á. Garden Moon. Đó là lý do tại sao mà chắc chắn một điều là phải hơn 10.000 trái anh em ơi. Tại vì nó còn ra mấy cái đồ tào lao nữa đây. Ui, cay đắng. Ủa, mình vừa mở bằng chìa khóa vàng anh em ơi. Ủa như vậy là mình có thể sử dụng chìa khóa vàng. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình mở bằng chìa khóa ruby nè. Chìa khóa ruby nó mới là vấn đề nè. Mạnh ai. Ui. Trời ơi. Cái đực mà. Mình phải lấy thằng ai cho bằng được. Yeah. Một mảnh rồi anh em ơi. Bây giờ mình thử một chìa khóa thứ hai nha. Đảm bảo với anh em cái chìa khóa thứ hai này sẽ không ra đâu. Có nghĩa là anh em làm nhiệm vụ là anh em vẫn có thể đạt được cái mảnh này nha. Ủa cái gì? Cái gì đây? Nhiệm vụ gì đấy? Năm à, mở 5 lần. Mở 5 lần lên em cũng có mảnh. Trời ơi anh em ơi, chắc chắn là sẽ sở hữu được ai. Ok. Chắc chắn là anh em sẽ sở hữu được ai. Nó quá dễ. Phần quà mảnh quá trời luôn nè. Trời ơi, thôi, đừng nói thêm nữa, Mình chắc chắn là phải có ai rồi. Anh em thì mình không biết chứ mình riêng mình là mình chắc chắn mình phải có ai cho bằng được rồi đó. Cái này là 8 trên 16 gì đây ta? À đi nhặt. Mình vẫn chưa biết. À có chìa khóa bạc này kiếm ở đâu? Có cách nào kiếm được chìa khóa bạc nữa không ta? Chứ có 8 cái này thì nó hơi gọi là hơi chán. Tại vì trung bình mỗi ngày chỉ kiếm được như đó thôi hả? Được 10 trái nè. Không biết là trong shop nó có bán nữa không ta? Mình thấy xác suất ra mạnh ai rất là ngon. Tại vì tới tận 55% lận. Rất là ngon lành nha anh em. Tiêu chát quỷ để lấy cũng được luôn á. Bây giờ mình thử cái này cho anh em xem nè. Tại vì bây giờ có cái nhiệm vụ là mở 5 lần là sẽ được hai mảnh ai, suy ra là mình còn 3 lần nữa đúng không? Vậy là mình sẽ mua thêm 3 chiếc ruby cho anh em xem. Đây, tốn 600 trái mình sẵn sàng hy sinh luôn. Hy sinh luôn chứ ngại gì mà không hy sinh. Đúng chưa? Được 3 chìa khóa. Ui cái này có 5 cái rồi nè, nhưng mà xác suất 5 cái không biết có ngon hay không ta, để mình mua thêm thử 2 cái rồi đi. Mở 5 đấy, tiêu rác quỷ rất là nhiều nha anh em. Mở một phát 5 cái luôn cho nó ngon nha anh em, không biết là ra được luôn 5 mảnh thì ngon, nhưng mà chắc chắn mình nghĩ là nên mở từng cái đi. Mình mở 5 cái luôn nè. Đó. Thấy chưa? Chỉ được có 2 mảnh thôi. Anh em thấy xác suất chưa? Rất là đen luôn. Nên là mở từng cái sẽ có ok hơn. Đấy, và khi nhiệm vụ của anh em hoàn thành thì tiếp tục là những 2 mảnh ở đây. Đấy. Đó là lý do tại sao chúng ta rất là dễ để kiếm được mảnh. Tại vì nó có rất là nhiều ở đây nữa mà. Nhưng mà trung bình một lần 200 thì ra nếu mà 50 thì theo tầm mở được tới đây thôi. Vậy là được khoảng 2, là được thêm có 4 mảnh thôi, không nhiều đâu. Nên này phải có điều kiện, cái này có điều kiện mở nhiều anh em ơi. Hiện tại là mình đã có 5 mảnh rồi anh em thấy không? Mình mới cày có xíu được 5 mảnh rồi. Được 1 phần 10 chặng đường. Bây giờ mình sẽ mua thử một chìa khóa. Rồi mình mở một chìa cho anh em xem nha. Tại vì cái này cắt xác suất hên xui nữa. Mặc dù là mạnh ai tỷ lệ nó cao nhưng mà mấy cái kia cũng khá là cao đấy. Nói chung là hên xui tại vì nó tổng cộng có tới 1 2 3 4 5, có tới 7 vật phẩm thì nó còn ngẫu nhiên nữa anh em. Mình mở một chìa nè. Một chìa thì mình nghĩ là ra ai dễ hơn đấy, thấy chưa? Mình cứ mở một chìa là ra ai thôi, chứ nói năng chi cho nhiều. Đấy, và thời gian thì còn dài, đến tận ngày 12 tháng 5 cho nên là anh em cứ từ từ anh em chơi. Đấy, như mình nói clip ngày hôm qua, mình có nói rất là chính xác luôn. Có nghĩa là vậy là cái event này nó sẽ theo hướng gọi là dễ chơi rồi anh em. Anh em chỉ cần chờ đến ngày gần cuối mà event mà anh em chưa đủ á
Thì anh em có giác quỷ anh em cứ dồn hết giác quỷ anh em mở, đảm bảo sẽ ra thôi. Mình vừa tiêu một mớ giác quỷ luôn. Nếu mà đang có cái event gọi là tiêu giác quỷ thì nữa là ngon luôn á anh em. Giác quỷ của mình vẫn còn khoảng 21.000, chắc chắn là sẽ đủ để mình lấy được thằng ai này. Ui tuyệt vời anh em ơi. Thậm chí là có thêm nhiệm vụ nữa mà anh em, cho nên rất là ngon nha. Nhiệm vụ này thì đảm bảo không làm được rồi. Anh em biết tại sao không? Ủa mà sao nó có nhiều dữ vậy? Ồ đi nhặt à. Mình vẫn chưa biết là cái chìa khóa sắt có cách nào nữa không, chứ được có mấy cái linh tinh lẻ tẻ vậy thì làm được cái khỉ mô gì. Để mình thử nhiệm vụ coi. Ngọn lửa gì đây? Đây có cái nhiệm vụ nè. Nhưng mà không biết làm nhiệm vụ này, hay không biết làm nhiệm vụ này có tác dụng gì không ta. Mà chìa khóa sắt thì hết rồi. Cái chìa khóa sắt đó chỉ có một cách để kiếm thôi, là trong nhiệm vụ ngày thôi em ơi. Chịu ai? Chìa khóa sắt thì bó tay rồi đó. Và bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo là bao nhiêu? Ui, mở thêm 12 lần nữa hả? Mở thêm 12 lần nữa. Tương đương với 10 lần là 2.000 trái. 10 lần là 2.000 trái, suy ra là tốn khoảng là 2.000 mấy á. Đây mình test cho anh xem. Sẵn sàng hy sinh cho anh em xem luôn. Mình mua thêm 12 chìa nè. Đấy. Đó, tốn 2.400 đúng không? Hy sinh luôn anh em ơi. Đó, mình mở từng chìa để cho nó hên nha anh em. Ok ok, đây, đâu rồi. Đây, lượng trái quỷ của mình cho nên thấy là suy giảm còn có 18.000 thôi nè anh em. Nhưng mà hy sinh để lấy một con ai thì quá là bình thường. Giờ mình mở từng chìa nha, hiện tại là có 6 mảnh rồi. Bây giờ mình mở hết cái này là mình sẽ được chắc chắn được thêm 2 mảnh này nữa. Là mình sẽ được 6 mảnh cộng thêm 2 mảnh là 8 mảnh. 8 mảnh là 8 mảnh cơ bản nha anh em, cộng thêm một số mảnh mà mình kiếm được nữa. Trời ơi, quá dễ để có ai. Chìa khóa đầu tiên. Đen rồi anh em ơi. Cái này là cũng hên xui thiệt luôn ấy. Mạnh này. Yeah, anh em thấy chưa? Mà giờ mình còn 10 chìa, giờ mình không lẽ mình mở thử 5 lần ta? Không, mình mở thử 5 chìa này coi thử coi nó ra bao nhiêu. Không, là 2 chìa, sau 2 chìa. Sau 2 chìa mới được 1 ai, sau 3 chìa được 1 ai. Sau 4 chìa được 2 ai và sau 5 chìa. 5 chìa được 2 ai. Như vậy thì nó cũng khá là giống như tỷ lệ hồi nãy. Ồ oh, chính xác anh em ơi. Như vậy là bây giờ mình thử một phát 5 chìa đi. Có khi 5 chìa nó cũng ok đó anh em. Nói chung là tùy vào xác suất thôi. Đấy, nhưng bây giờ được tới 4 mảnh thôi ơi. Hên xui. Ok anh em, hên xui thôi. Trời ơi, thế mà đừng có đồn đoán gì nữa anh em ơi. Khi nào nhiệm vụ ra thì anh em mới biết được. Thật sự là nhiệm vụ nó quá dễ. Anh em thấy hiện tại mình tàn được 15 mảnh rồi. Vô xem thằng ai anh em ơi. Tại vì có mảnh là anh em chắc chắn trong đồng đội sẽ có. Vô xem thằng ai trong hình trong đây đi. Ui nó đây rồi, nó đây rồi. Ui mẹ ơi cái mặt kìa. Ui lửa kìa anh em, nhìn cái áo nó kìa. Sao cái mặt ngáo vậy? Mặt ngáo à anh em ơi. Trời ơi mạnh mà sao mặt ngáo quá đi. Thôi rồi mình hứa với anh em rằng chắc chắn mình sẽ có ai được rồi đó. Đảm bảo cho anh em một điều rồi. Nhiệm vụ nó cũng khá là dễ thôi, chứ nó cũng không có gì gọi là khó khăn cả. Nó không có gì khó khăn cả nha anh em. Đơn giản là anh em cần có trái. Đúng rồi, chắc chắn một điều là phải có trái ác quỷ. Anh em không có trái ác quỷ đồng nghĩa là anh em không có trái, không có chìa khóa để mở. Ui giời ơi hạnh phúc. Có chìa khóa là một niềm hạnh phúc. Có giác quỷ là một niềm hạnh phúc anh em ơi. Tuyệt vời. Như vậy là mình chắc chắn là thành công có rồi. Và clip mình cũng khá dài, mình sẽ kết thúc tại đây. Có gì thì những ngày sau mình sẽ tiếp tục. Tại vì thời gian còn dài, tới tận nửa tháng nữa. Cứ từ từ mà chơi anh em. Như anh em thấy là mới một ngày đầu tiên là mình đã có được 15 mảnh rồi. Thì có khác nào là những ngày sau cứ thêm một ngày mai nữa, không lẽ 30 mảnh. Rồi ngày tiếp theo 45, vậy là 4 ngày là xong rồi đúng không. Cho nên cứ chơi từ từ, cứ bình tĩnh mà chơi. Chắc chắn là mình sẽ sở hữu được ai cho anh em xem. Yeah, vui rồi anh em ơi. Nhiệm vụ dễ thế này thì rất là ok. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để gửi ủng hộ cho mình. Và ngoài ra thì anh em cứ cố gắng chơi nhiệt tình nha. Bây giờ anh em cố gắng cày trái đi. Cày trái, cày càng nhiều càng tốt. Cày càng nhiều càng tốt anh em. Nói chung là tối thiểu là cũng phải 10k đấy. Nếu anh em nào khoảng tầm 6-7k vậy là không chơi nổi đâu. 6-7k chắc chắn là không chơi nổi. Ít nhất là 10k cũng chưa chắc được nữa. Tại vì nó có nhiều chỗ nó có sắc rủi ro ra mấy cái kia nữa. Cho nên là 10k có khi được chưa đủ đấy. Mà nói thiệt là 10k chưa đủ. Nếu mà anh em đang trong phạm vi 10k thì anh em đừng có dại mà tiêu chắc quỷ đi mua chìa khóa nha. Chắc chắn là sẽ không đủ đâu. Chắc chắn là không đủ luôn. Rồi, bye bye anh em. Yeah. Chi tiết thì mình sẽ nói sau. Mình cứ tưởng là khó khăn gì lắm. Ai về đâu cũng dễ anh em ơi. Yeah.